Quay lại coi đi. Ta không muốn đánh rồi, mẹ mày cứ đứng ở dây dây. Phút này 42 đồ rồi. Mày đi mẹ game luôn. Nay làm mấy game á, nay đánh 5 game đầu. Nhận kèo. Cho nó uy tín anh em ạ. Kèo này mình kèo dưới này. Mình vẫn lời. Ngon. Hello Khắc Dũng, chào 123 anh em nha. Đấy, thành niên này. Đâu? Không muốn cho mình đà. Không đà được. Quay này xấu quá, má nó có thiêu đốt rồi. Đéo nào vẫn bị nó giết được nhỉ? Ảo thế trời. Ảo thật đấy. Đánh cái cầu vàng này đúng rồi bạn ơi. Ui, tiếp đạn nó lai nữa thôi chứ mẹ này chưa đó. Ui, sợ ghét thế nhỉ. Đang đánh nhau mẹ nó ra. Ông trùm này đéo cho mình về mẹ đánh nhau full cây xem nào. Đánh mẹ toàn chơi kiểu thấp thỏm ít máu đấm đấm trộm. Vào đây mẹ này. Lập trụ rồi. No one is promised tomorrow. Hay quá. Bú hết. Thắt lên đây này. Đây mua vàng thì lại cái cầu vàng. Âm lấy chơi cầu vàng ấy. Xem con like bên đường YouTube mẹ đi. Mình ở đâu mình tốt mà. Mình đang ở Thanh Hóa anh Mắm ơi. Đây là Thanh Hóa chơi à. Tôi chuyện là khi được đi hai tỉnh Hà Nội và Thanh Hóa. Ôi
đi không? Bạn đã chui vào webcam rồi. Quê có ông nội anh này. Cái anh em đang ở chung nhà với nhau có đâu đi chơi này mà. Cái lòng má hai này nó đua với nhau hay gì rồi mẹ cha nó chơi game đấm chết mẹ đi. Ui, có cái phe biểu tượng cao thủ thì tốt đấm mẹ anh lắm thật mày đấm mẹ dám chết đấm chết mẹ nữa. Này hoa lát đại ơi. Anh em nào cần cải thiện danh thì nhắn tin Facebook em màng nha mọi người. Thank you mọi người. Này đang đánh danh anh em. Đái thật à, mất con mẹ này tí thế. Hello hello mọi người. Và còn chơi với ra đơ không? Bình thường nhưng mà em nó bây giờ còn chơi liên minh mấy đâu. Thằng này chơi game mẹ nhìn ghét thế nhở. Thằng này mẹ đéo muốn cho mình về anh em ạ. Được mẹ thích thì đánh nhau. Một bàn chơi hút giọng nhớ cậu vàng phải ạ. Không đang like bên chiến tù bé đấy. Nên quay lấy coi đi. Mày đã không muốn đánh rồi mẹ. Mày cứ đứng ở nhây nhây ăn là một pha xong. Cái gì này? Ôi Bạc ơi đi lên 150 kìa. Ganh phút 14-2 đồ rồi mày đi mẹ game luôn. Ấy chết rồi, mười mấy rồi chết rồi anh em. Má vãi đái thật, không có tưởng gió sắt đao kìa. 550 vàng. Má ăn đi em nào. Trời ơi ăn con này đi. Đừng đâu ta. Giúp con bèo combo kìa. Bạn có like TikTok không? Không mày ơi. Đây đây tôi tới đây. Đánh nó xuống đi. Ui ác quá. Ôi có biến ghê. Chết rồi à, mẹ mít nó lên 200 rồi đấy. Lát chơi wifi. Ôi đặt vào game gì đây. Chơi được đã tốt rồi. Còn live stream nữa. Đến lại ông ngộ. Đánh thằng này, đánh này. Ngáo nè. Toàn rồi, phải đăng ký 3G live thôi. One step ahead. Mày nó không đủ mạnh nữa. Ý thế, sứ giả. Virtue is no more than a luxury. Mày bị ông thần cắn trộm. Mày cay thế.
Thằng quỷ này chơi game mà ba đây là cưỡi sứ giả, cưỡi ngu như anh em. Được đấy, con Lê Bờ mẹ em chùm cắn trộn. Không sao không sao, tí nữa mình lên xong vô cực cái mình ra lụm nó. Lát bỏ đi sơ đây. Chào anh em, từ bên Vision qua, hello, hello. Ôi, con nít nó xanh dữ rồi. Ôi dạ ơi, vừa combo. Vừa combo vừa điểm phật thật. Tiger đánh đi đại rồi. Không, để anh đăng ký nha. Tới nè, tên ơ không có. Má chém như máy nghiền luôn. Đạt vào bên kia thêm mấy cái meme nè. Quy hụt kìa trời. Mà dù này ăn game này. Nào chả cần ba dồn đâu. En luôn, en luôn. Hello Hải Doan. Không, bắn bút chi thì mẹ lát theo đâu, chờ được. Canta cái nhỉ? À, không. Ê, tôi lỗi ăn mạng rồi. Không sao, không sao. Hello Quang Trường, không lên giày luôn à? Meta bây giờ đánh không còn lên giày nữa anh em ạ. Tập trung lên đồ sớm, xanh rồi lên giày sau. Tỷ lệ win tuyệt đối luôn. Hất nó lên, hất lên sốt. Đi. Ok.
Lê Sơ. Ô ao trình quá, không nhỉ, quá ao trình nha anh em. Đánh này để anh em tin tưởng đưa ạc cho đánh. Không biết game đầu có ra gì. 5 game đầu, 5 game win. Game trước gặp kim cương lục bảo không, nhưng mà mình đoán chắc là game đầu nó ra danh dưới.